kênh đất Bà Rịa Vũng Tàu. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đang ở tỉnh lộ 44A thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Thì chỗ mình đứng nó cách biển Phước Hải chỉ khoảng hơn 2 km thôi ha. Thì hướng này là hướng về biển Phước Hải và biển Long Hải và về thành phố Vũng Tàu này anh chị. Thì anh chị chạy thẳng khoảng chừng 2 km nữa nha thì sẽ tới biển Phước Hải. 11 km nữa thì anh chị sẽ tới biển Long Hải và 15 km nữa anh chị sẽ tới tới thành phố Vũng Tàu nhé. Con đường này anh chị chạy thẳng hoài thì nó sẽ về thành phố Vũng Tàu và về lại thành phố Bà Rịa, đi thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh chị xem một cái lô đất này. Lô đất 1075m2, ngang 14.6, dài 72m nha. Phía sau thì nở hậu hơn 16m, gần 17m, có 300m thổ cư rồi. Cái hướng phía bên này thì anh chị chạy về trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, nó chạy vòng ngược lại ra thành phố Bà Rịa nha anh chị. Trước mắt anh chị cách 100m là ngã ba, ngã ba này thì mình rẽ phải là đi về biển Lộc An, biển Hồ Tràm và đi ra Bình Châu, Bình Thuận nha anh chị. Thì từ đây anh chị rẽ phải là anh chị đi khoảng chừng 13 km nữa thì anh chị sẽ tới biển Hồ Tràm nhé. Đấy, sẽ tới biển Hồ Tràm. Còn anh chị chạy thẳng này thì nó sẽ vòng ngược ra thành phố Bà Rịa. Ở phía trước cách 500m là cái ngã ba, anh chị rẽ trái thì nó sẽ đi về thành phố Bà Rịa nhé. Thì cái miếng đất này có hướng là hướng đông bắc, nó quay ra biển nha anh chị. Cái lô đất này, cái ranh nó từ đây này anh chị, từ đây ha, từ đây sang bên này là 14m6 nha. Nó dài vào trong kia là 72m. Phía sau nó nở hậu là gần 17m nha anh chị. Đây là cái sổ hồng của lô đất này anh chị. Phần bên này là phần thông tin ha. Đây. Địa chỉ đất là xã Long Mỹ này, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Thửa 111 này, tờ bản đồ số 53 ha. Tổng diện tích là 1075,4m này. Sử dụng riêng này. Đất ở là 300m này, còn lại là đất trồng cây. Còn phía bên này, cái hình dáng của thửa đất ha, chị thấy này, cái mặt trước này này là ngang 14,6m này anh chị, 14.6 ha. Cái phía sau này là 16.7 này, chiều dài là 72m này. Đây, người ta có kê sẵn ra đây này anh chị, đó. Đây là bảng kê các cạnh này. Đó. Hướng đất là hướng đông bắc nha anh chị, hướng quay ra biển nha. Đây này, hướng đông bắc quay ra biển đây. Thì cái lô đất này không có vướng hố ga, không có cục điện gì hết nha. Ở đây thì hoàn toàn là điện âm nha anh chị. Hạ tầng thì rất là đẹp này. Cái trụ điện anh chị thấy nè ha. Đó, vỉa hè này thì nó khoảng 4m này. Đường này thì để mình xem này. Đường này là 6 làn đường ha anh chị. Hạ tầng rất là đẹp ha, khang trang sạch sẽ này, gần biển này. Thì cái diện tích này anh chị có thể làm được showroom này, làm được kho bãi, làm được nhà xưởng, làm được biệt thự, làm được khách sạn, nhà nghỉ, hoặc là làm gara, trưng bày rất là ok ha anh chị ha. Đây, đây quay một chút xíu anh chị xem. Đây là phía trước đất này, đây là đối diện đất này anh chị. Đó. Đây là con đường trước đất ha, đường trước đất rất là đẹp này. Cây cỏ thì tỉa tót rất là ok ha, đèn đường này chị ha. Đây mình sẽ đi lại mình quay chi tiết cho anh chị xem. Đây này, cái ranh nó từ đây ha anh chị ha. Đây. Từ cái cọc bê tông này này. Đó. Sang cọc bê tông này là 14.7m này. Nó dài vào trong kia là 72m ha. Nó nửa hậu phía sau là 16.7m, gần 17m. Thì nó có 300m thổ cư rồi. 300m thổ cư tại chị xây rất là ok ha. Đủ để xây, chừa vườn nó thứ rồi, chừa sân các thứ. Bây giờ mình sẽ đi vào trong. Đất thì đã được xây ranh, xây kè hết rồi. Đổ đất rất là bằng phẳng rồi.
chỗ này là thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. Đấy, chỗ này gần biển nên nó rất là gió nha. Âm thanh nó không được tốt lắm, anh chị thông cảm. Ở đây thì gần núi gần biển, không khí rất là trong lành. Tại vì ở đây không có công nghiệp mà chỉ có biển du lịch. Người ta làm du lịch, ngư nghiệp, đánh bắt thôi. Và người dân người ta kinh doanh, buôn bán gì đó thôi ha. Đây, đất đã được ranh sẵn rồi. Mình đi vào tới trong luôn cho anh chị xem ha. Đây, cái ranh nó tới đây này anh chị ha. Đó. Cái bên này đã được rào lưới B40 rồi. Đây là mình đang quay ngược nắng ha, nên anh chị xem nó không được rõ lắm đâu. Đây ranh này anh chị. Đây. Thì đó, lô đất này được chào bán giá là đây, còn phía 15 sau, phía sau nó có nhà chị. Người ta này. Đó, 15 tỷ nha. Đây là phía sau ha. Đây đây, ranh này. Đó. Đất nó rất là đẹp ha, bằng phẳng. Mà bên hông đất thì có nhà này. Đây là nhà người ta ha, bên hông phía sau này. Chỗ này thì anh chị làm kho, làm showroom, làm gara, làm nhà nghỉ khách sạn thì đều ok ha. Xây nhà vườn biệt thự rất là đẹp. Đây mình sẽ đi ra phía trước ha. Đây. Thì đất này thì sổ hồng riêng nha anh chị, pháp lý thì đầy đủ nha, anh chị yên tâm. Thì từ đấy anh chị đi khoảng hơn 2 cây thôi là ra tới biển ha, ra tới biển Phước Hải rồi. Còn ra tới biển Long Hải, đèo Nước Ngọt thì nó khoảng chừng 10-11 cây. Đi về thành phố Vũng Tàu 15 cây, đi về thành phố Bà Rịa thì 15 cây. Đi về Hồ Tràm 13-14 cây ha. Đi về thì chân đất đỏ khoảng chừng 5 cây thôi. Đây, đây là phía chân đất. Đó, đây là trước đất anh chị. Đây là vỉa hè trước đất ha. Đây hướng về thị trấn Đất Đỏ này. Đấy, hướng về thị trấn Đất Đỏ đi về Châu Đức, đi về Đồng Nai được ha. Đi về thành phố Bà Rịa lại được. Đang đứng ở trong đất quay ra đây. Đấy. Đây là đối diện đất anh chị ạ. Đây là rất là gió nha, nó gần biển ha. Hướng này hướng đông bắc nên nó rất là gió ha. Hướng này là anh chị đi về biển Nước Ngọt này. Đi về tàu này. Đây là vị trí của lô đất ở trên bản đồ vệ tinh, bản đồ Google Maps. Như mọi người thấy này, đất nó rất là gần biển ha. Từ đây ra biển có khoảng chừng 2 km thôi, hơn 2 km là tới biển rồi này, là tới biển Phước Hải này. Đấy, anh chị chạy khoảng chừng 11 cây này thì sẽ bởi biển Long Hải này, sẽ tới biển Long Hải ha. Còn đi ra Hồ Tràm này thì nó khoảng chừng 13 cây nha, là anh chị sẽ tới Hồ Tràm. Đấy, Hồ Tràm, Hồ Cốc là hướng đi ra Bình Châu này. Đó. Còn anh chị đi đi về thành phố Vũng Tàu thì nó khoảng 15 cây này, anh chị qua cầu Cửa Lấp đã tới rồi. Thì mình chạy đường này này, đó. Đường ven biển ha. Từ tỉnh lộ 44A luôn này, nó sẽ nối này. Nó nối qua Phước Hải, qua Long Hải, nó chạy về Long Điền. Đó, tới đây thì mình sẽ rẽ trái đi về thành phố Vũng Tàu. Còn mình chạy thẳng đường 44 thì nó sẽ đi về thành phố Bà Rịa ha. Về thành phố Bà Rịa thì khoảng chừng 14 cây. Nếu như mà đi đường 44B, còn đi đường 44A nó khoảng 20 cây nhé. Đây, để zoom lớn cho anh chị xem vị trí. Đây là bờ biển Phước Hải này anh chị. Còn đây là vị trí của lô đất này. Đấy, vị trí của lô đất đây ha. Mình chạy thẳng nó sẽ ra biển này. Đó. Thì con đường 44A nó nối này anh chị này. Từ đất này, anh chị đi qua Phước Hải này, đi đèo qua đèo Đức Ngọt này, đi qua biển Phước Hải này, nó về lại thị trấn Long Hải này và nó chạy về thành phố Bà Rịa ha, đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn mình chạy ngược cái hướng bên này này, 44A bên này.
thì nó sẽ đi về trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ này. Đó. Đây. Nó sẽ đi về ngược lại thành phố Bà Rịa ha anh chị ha. Đây này. Đó, nó vòng ra thành phố Bà Rịa. Còn tới đây là anh chị chạy thẳng, nó sẽ đi về Châu Đức, đi về Đồng Nai ha. Vị trí cực đẹp luôn ha. Chỗ này anh chị làm nhà nghỉ khách sạn hoặc là làm kho bãi hoặc là làm nhà ở đều đẹp ha anh chị ha, hoặc là làm showroom ha. Tại vì cái diện tích của nó là hơn 1.000 m, 1.075 m, có 300 m thổ cư rồi. Còn lại là đất nông nghiệp ha anh chị. Cái chiều ngang phía trước là 14,6 m, chiều dài là 72 m và nó nở hậu là 16,7 m nha. Nên nó phù hợp để làm nhiều thứ. Còn cách đất anh chị, cách đất khoảng chừng 100 m là cái ngã ba này. Ngã ba này là anh chị chạy thẳng ra Hồ Tràm này. Thì sắp tới ở ngay đây này anh chị. Cách đất khoảng chừng mấy chục mét này, người ta sẽ làm một cái bùng binh rất là lớn ha. Tại vì cái tỉnh lộ 44B người ta làm thì sẽ không đi theo đường cũ nữa, mà tới đây này, đó nó chạy tới đây này, nó sẽ chạy ra đây luôn ha.